Các bạn ơi, các bạn thấy cây này, cây đẹp không, trái đẹp không? Nó giống như trái châm đó các bạn. Cái này ăn được nha các bạn. Ngọt nè. Trái này ở đây mình kêu là cái trái kèo dù nha các bạn, nó giống như cái chăm vậy. Nhiều lắm các bạn ơi, tháng này nó chín rồi các bạn. Ngọt nha các bạn. Cây này cây dúi nữa các bạn, kiếm có ổ chim đây nè các bạn ơi, cây nó bay rồi đây nè. Thank you.
Các bạn ơi, đây có chim rồi các bạn. Có con các bạn. Thôi mình bắt nó các bạn ơi. Các bạn ơi, ăn trứng gà luộc các bạn ơi. Đây là gà ta nha các bạn. Con gà ta chứ không phải gà công nghiệp đâu nha. Và tại nó đẻ mới có 2 trứng nha các bạn. Mình thèm trứng gà thôi, lấy luộc ăn luôn. Đi mệt về thèm ăn, thèm luộc luôn các bạn. Và tại con người ta mới đẻ có 2 trứng nha các bạn. Lột các bạn, một tay khó lột quá. Mời các bạn nha. Gà thái dường này, gà thái dường các bạn. Chấm mục tiêu. Gà ta nhỏ, trứng nhỏ các bạn ơi, nhưng mà cái chồng đỏ nó ở trong đó. Nó nhiều hơn trứng gà công nghiệp các bạn. Con người ta mới đẻ ra 2 trứng à các bạn. Gia tài có 2 trứng à, luộc ăn. Trời, nó còn đẻ nữa các bạn.
Đi chưa nắng gì mệt quá các bạn ơi. Rồi, hết rồi các bạn ơi. Thôi chào các bạn nha.